cửa, sao tự nhiên sáng sớm mà ai gọi vậy? Trời đất ơi, đang ngủ mà. Trời đất ơi, các bạn ơi, sáng sớm mà không biết ai gọi tôi làm tôi mất giấc ngủ đây thì ok. Chào các bạn nha, và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tonga TV. Thì trước khi vào video, các bạn đừng cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người trong số team nha. Và hôm nay tự nhiên đang ngủ mà ai gọi tôi vào sáng sớm vậy trời, để bắt máy cái coi. Hãy cha, alo, ai gọi vậy? Alo Tonga. Trời đất ơi, Inup, mà sao sáng sớm mày gọi tao làm cái gì vậy mày? Qua đây có chuyện gấp, có chuyện gấp nè. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Cái chuyện gì vậy? Ấy, trời đất ơi, nó cúp máy luôn rồi các bạn ơi. Cái thằng này nó gọi gì qua nhà nó mà sáng sớm vậy trời, không biết nữa. Chắc thằng này nó lại có cái món bảo bối gì đó hay ho nó muốn giới thiệu cho tôi nhỉ. Nhưng mà nó gọi sáng sớm như vậy hơi tức á, như kệ, như cứ qua coi thử coi các bạn ơi. Không biết nó kêu mình qua cái chuyện gì đó, các bạn có biết không thì comment ở dưới cho tôi nha. Ôi chắc cả ố, dắt cũng được kêu qua đây hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng Huy cũng kêu tôi thì ra là thằng Huy nó gọi hai đứa tôi luôn các bạn. Được rồi. Ố, thằng Huy kìa, các bạn ơi đi vô coi, vô nhanh chóng rồi. Trời đất ơi, tao với Huy dắt qua rồi nè. À, tụi mày tới hả? Được rồi, tao cho tụi mày xem cái này nè. Cái gì vậy? Cái gì đây? Đây chính là quyển sách Cách Chịu Hồi Khứa Áo Xanh. Cái gì? Wow, sách chịu hồi khứa áo xanh này. Trời đất ơi, sao mày lại có quyển sách này vậy? Ở cái đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể chịu hồi được khứa áo xanh. Ủa, chịu hồi được khứa áo xanh này. Thử không có đãi cái gì hết trơn. Trời ơi, sau bao nhiêu lần mày đã thử triệu hồi mấy con quái vật ở trong cái Minecraft này rồi mà toàn lại cái gì không à? Nên là nguy hiểm lắm, tao sẽ không tham gia phi vụ này đâu. Bây giờ mọi người tự chơi đi, tôi đi về. Trời đất ơi, trời đất ơi đi về đó các bạn ơi. Tao gà nhát gan. Trời ơi, kệ nhát gan không được. Mấy đứa này kỳ thiệt chứ, nó cứ triệu hồi mấy cái con gì ghê gớm không, các bạn biết đâu lỡ nó hại mình sao. Thôi tôi đi về, tôi tắt các bạn ơi. Tụi nó muốn triệu hồi gì thì triệu hồi. Thôi đi về nhà ngủ thôi các bạn ơi. Đất ơi, sáng sớm đang ngủ ngon mà kêu cái gì đâu à. Thôi ngủ tiếp thôi nào. Trời ơi, đúng là phí thời gian thiệt. Thôi ngủ thôi các bạn ơi, các bạn nha. Trời ơi, mình tỉnh dậy ở đâu lại vậy ta? Đây đâu phải nhà mình. Ủa, cái gì vậy? Đây là đâu vậy trời? Hello, đây chính là nhà của tao đó. Cái gì? Nhà của mày hả? Trời đất ơi, sao mình bị trói ai? Còn tụi mày đang làm cái gì ở đây vậy? Ủa, sao cái quyển sách này có vẻ quen quen vậy ta? Đừng nói là cái quyển sách trôi sáng á hả? Cái gì nữa? Trời đất ơi, nhưng mà tại sao phải bắt tôi ở đây chứ? Thì tại có ba đứa chịu hỏi nó mới vui. Trời đất ơi, vui cái gì mà vui chứ? Ở đây rồi, đây đọc thần chú nè. Trời ơi, thả ta ra, không có đọc thần chú vậy trời. Thả ra. Trời ơi, mấy cái thằng này nó bắt ép tôi phải chơi cái trò chịu hồi với nó mới được chứ các bạn ơi. Được rồi, câu thần chú số 1 nè. Ai cứ vô tư và lạc quan lên. Trời em ơi, câu thần chú gì kì vậy? Không yêu đừng thơ sao nước mắt cứ rơi. Cái gì vậy trời, thả tôi ra. Khứa áo xanh hãy xuất hiện ra. Trời ơi, mày dừng lại đi. Ôi trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Chuyện xảy ra vậy, ôi xong như vậy. Chịu hồi khứa áo xanh. Chịu hồi. Ủa, có thấy cái gì không mày? Không có gì, xảy ra hết vậy. Ủa, chuyện gì? Ủa gì kì vậy? Trời đất ơi, vậy là lỗi rồi. Ha ha, tụi bay này thì tôi thở cho tôi đây nhanh lên. Ha ha ha, trời đất ơi. Trời ơi, được rồi. Tao đã nói rồi, tụi bay chịu hồi tầm 7 tầm 8 không có được giao lên vậy mà bắt tao qua đây cuối cùng có không được gì. Thôi ai về nhà đấy đi các bạn ơi. Trời đất ơi, cái tưởng chuyện gì xảy ra. Cái tưởng gì vậy trời. Đi về ngủ thôi, bay hôm nay nó cứ phá giấc ngủ bên ngoài tất nhiên chứ. Thôi mình về ngủ thôi các bạn ơi, cuối cùng chịu hồi cũng được, hên là không được á chứ được là mệt rồi. Thôi đi ngủ thôi. Trời đất ơi, đóng cửa lại sao nó hoài luôn á. Trời đất ơi, sao lần nào tụi nó cũng phá giấc ngủ của mình hết các bạn ơi. Hôm nay là bây giờ mình ngủ lần thứ hai, ngủ lại lần thứ hai thứ ba gì đó. Thôi mình ngủ tiếp nha các bạn. Bye bye các bạn nha, ngủ thôi nào. Trời đất ơi, mới ngủ mà ai gõ cửa hoài vậy trời. Chắc lại là thằng Huy với thằng Dắt chứ gì nữa. Ai vậy, ai vậy? Ủa, không có ai vậy ta? Sao đêm khuya đêm thanh vắng mà ai mà gõ cửa mà chơi kỳ cục vậy trời, ai đó? Ủa, hay là mình nghe lộn, mình mơ ta? Thôi kệ, đi ngủ tiếp nữa các bạn ơi. Rồi được rồi, ngủ này. Trời ơi, ai lại gõ cửa hoài vậy? Tức quá nha. Ai vậy, ai vậy? Ủa, vẫn không thấy ai. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy các bạn ơi? Đứa nào nó trôn mình mà nó gõ cửa xong rồi mở ra không có thấy ai hết trơn vậy? Không lẽ nào là không thể nào như kiểu này. Cái gì? Ôi, sao có chuông điện thoại bây giờ? Ai gọi đi vậy đêm khuya mà ai gọi vậy? Từ từ mình bắt máy rồi. Hãy chà, alo, ai gọi vậy? Ủa tao gà, mày đang ở đâu vậy? Trời đất ơi, Huy núp hả? Tao đang ở nhà này, có chuyện gì vậy mày? Có chuyện không ổn rồi mày ơi. Chuyện gì không ổn, mày nói gì rõ ràng lên coi. Hồi nãy không phải chịu hồi thất bại đâu. Ủa là sao? Hồi nãy là chịu hồi thành công rồi đó. Chịu hồi thành công rồi. Trong sách nói là khứa áo xanh sẽ xuất hiện sau 30 giây chịu hồi. Cái gì sau 30 giây à? Đúng rồi, hồi nãy mình đi hơi gấp nên là không biết chịu hồi có thành công không các bạn ơi. Vậy bây giờ tao phải làm sao đây Huy núp ơi? Mày kể sao tôi nghe đáng sợ quá. Nếu có ai gõ cửa thì đừng có mở cửa. Nếu ai gõ cửa thì đừng có mở cửa. Hình như hồi nãy mình lỡ mở cửa rồi đó các bạn ơi. Ôi, nhưng mà hồi nãy mình có thấy ai? Hồi nãy rõ ràng mình thấy có một cái chân ai xanh xanh đứng ngay đây mà ta. Không lẽ là mình hoa mắt hay là mình lỡ mở cửa cho khứa áo xanh thì coi. Sao bây giờ có ai ngoài này không vậy? Có ai ngoài không vậy? Hy vọng là hồi nãy không phải là khứa áo xanh các bạn ơi, chứ tôi thấy không qua vậy. Ôi da. Thì vậy là nó tới hiện rồi các bạn ơi. Trời ơi, khứa áo xanh tới thì coi đi đáp ơi. Ok, chạy qua vào đi đáp tới các bạn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nó sau lưng mình kìa. Nó đang được cho tôi kìa anh em ơi. Chạy gấp tôi. Trời đất ơi, khứa áo xanh nó chạy kìa. Bây giờ là thực sự nó đang được đuổi rồi. Tại sao lại là mình chứ? Tại sao lại là tôi chứ? Tôi có làm cái gì đâu. Tôi có chịu hỏi nó đâu trời. Huy ơi, cứu tôi với. Mày đâu rồi? Mày đâu? Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Ôi, vô, 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 vô
chưa đóng cửa kịp. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy Huy Nấp ơi? Trời ơi, vậy là mình chịu hồi thành công khứa áo xanh rồi đó tôi. Trời ơi, cũng tại mày chơi ngu làm chi. Tao đang kêu là đừng có đọc cái quyển sách đó rồi. Trời ơi, tao biết nó có kinh dị tới vậy đâu, nhưng mà không sao, tao đã chuẩn bị cái chỗ khu an toàn của tao rồi. Ủa, cái căn phòng an toàn á? Ui, chỗ này cũng hay quá vậy. Trời đất ơi, ôi nhưng này có cái cửa mình có thể mở ra. Ôi nó coi ngoài cái đó ngoài rồi. Trời đất ơi, hết cả hồn các bạn. Ôi trời ơi, nó xích nữa, nó chạy vô rồi. Thôi vậy cũng tạm an toàn rồi. Ôi nhưng mà thằng Jack đâu Huy Nấp ơi? Nhớ đang đi qua, nãy tao mới gọi nó rồi. Trời đất ơi, nhưng mà cái con cửa áo xanh nó đang ở trước mày, giờ sao nó qua được bây giờ? Bây giờ phải làm sao? Lỡ Jack nó bị gì sao mày? Quên mất rồi, chắc cam thử coi. Ôi chắc cam rồi, được rồi. Đâu cái này sao để mình kiểm tra cam nữa coi hãy cha. Ủa cái này hình như là cam trước nhà mày á Huy. Ủa hình như thằng cửa áo xanh nó đi rồi kìa mày ơi. Không biết nó đi đâu rồi đó, để mình chuyển cam qua chỗ khác coi. Ui tôi chuyển cam qua chỗ khác rồi. Ôi hình như thằng Jack. Ô tôi thấy thằng Jack rồi đây Huy ơi. Jack nó đang đi từ từ qua kìa. Trời nhìn chắc tội nghiệp quá, hy vọng là Jack đi đúng đường, không gặp cửa áo xanh là chết luôn á. Hãy Jack rồi, nhanh lên Jack ơi, nhanh lên trước khi cửa áo xanh. Ôi ơi, tao thấy bóng dáng cửa áo xanh nó đang sau lưng thằng Jack rồi. Ôi Jack ơi, coi chừng kìa. Chết rồi, Jack nó sắp tới Huy ơi, đã mở cửa rồi. Jack ơi, mở cửa, mở cửa. Ôi Jack ơi, Jack ơi, Jack ơi, nhanh lên để tôi đóng cửa ông này, tôi đang mở cửa đây. Thôi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. No. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, hên là đóng cửa kịp ơi. Cái tên khứa áo xanh đã đóng nó đang đứng ở ngoài. Chết rồi, bây giờ mình phải kiểm tra cam tự tên khứa áo xanh nó đi hướng nào được các bạn ơi. Đúng là nguy hiểm thiệt chứ. Ủa, cam trước nhà. Ủa sao tao gà thấy cam gì không? Cam trước nhà không có thấy nó đi hướng khác cơ Huy ơi, nó đâu rồi ta? Vừa thấy nó bắt dắt ở đây mà. Để chuyển cam qua bên này coi. Bên này cũng không thấy Huy ơi, rốt cuộc nó đi hướng nào vậy ta? Qua bên này thì coi. Trời ơi, hết cả hồn. Tao thấy nó rồi Huy ơi. Nó đâu vậy? Nó đứng ngay cái toilet của mày, nó đang nhìn vô kìa. Tôi trời, nó gọi qua kiểm tra toilet lẹ coi, kiểm tra toilet. Nó đứng kia kìa các bạn ơi. Nó đang đứng nhìn vô cái toilet, không biết nó có ý gì đâu. Lê, đừng có qua đây cho mày. Mày đừng có qua đây, tao đóng cái lại nè. Trời đất ơi, nguy hiểm quá các bạn. Nhưng mà tại sao mình không đóng một lần hết mấy cái cửa này luôn Huy? Tại vì mình có một nguồn điện nhất định đó tao gà. Nguồn điện nhất định hả, là sao? Tại vì thằng cứa xanh nó làm ngắt điện hết toàn cái làng rồi. Bây giờ tao phải sử dụng cái nguồn điện dự phòng của tao. À thì ra là nãy giờ đang dùng nguồn điện dự phòng thôi, hèn gì nó yếu. Bởi vậy mình phải sử dụng tiết kiệm đó, không thôi là cái cửa nó mở hết. Hiểu rồi, vì nếu khi cái nguồn điện dự phòng này hết thì cửa nó sẽ mở toàn ra, cũng như đèn tắt thì coi như khi đó chúng ta sẽ thất bại đó các bạn ơi. Thôi nhưng mà bao giờ mình mới thắng đây? Trời, trong sách nó nói là phải đợi đến 6 giờ thì cứa xanh nó mới biến mất. Trời đất ơi, triệu hồi là phải 6 giờ sáng mới hết. Trời đất ơi, gì mà đáng sợ quá vậy. Vậy là mình phải sử dụng nguồn điện này hợp lý cho tới 6 giờ sáng mình mới chiến thắng được. Đâu, đặt cái đồng hồ ra coi. Bây giờ chỉ mới 1 giờ thôi hả? Vậy là mình còn tận 5 tiếng nữa đó Huy Nấp ơi. Đúng rồi. Trời đất ơi, vậy là chúng ta sẽ phải cầm cự cho tới sáng, mình phải trực nguyên cái đêm này luôn các bạn. Được rồi, bây giờ để tôi kiểm tra camera. Mày đi kiểm tra mấy cửa sổ xung quanh đi. Được rồi, trực camera rồi các bạn ơi, hãy chứ. Ủa, hình như chiếc camera thì nó vẫn đứng ngay cái toilet này các bạn. Ủa, nó bắt đầu đi rồi kìa các bạn. Nó biết nó đi đâu vậy đó. Ủa, nó chạy lên trước rồi kìa. Trời ơi, nó đâu rồi, cái gì vậy? Ê, sao gà ơi, nó đứng ngay cửa sổ kìa. Trời ơi, nó đứng ngay trước mặt mày luôn. Ơi, trời ơi, mày không có làm được gì đâu, mày không có vô được đâu. Leo sao mà vô được. Trời ơi, sao đèn nó cứ tắt chớp hoài vậy Huy ơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ủa, cái gì vậy? Nguồn điện yếu rồi, chúng ta phải mở cái cửa kia để cho nó bớt tốn nguồn điện đi. Trời ơi, nãy giờ tại vì mình đóng cái cửa trước này lâu quá các bạn ơi, giờ phải làm sao? Con này nó đang đứng ở trước mình vậy mà giờ sao giờ? Trời ơi, đi mà đừng có đứng đây. Ôi nó đi thì kia các bạn, nó bỏ đi thì kia. Ôi tranh thủ mở cửa ra. Ô đi rồi, mở cái cửa này ra là nó đỡ tốn điện rồi các bạn. Bây giờ chúng ta phải xài thiệt là tiết kiệm, khi nào nó đứng trước cửa mình mới đóng các bạn ơi. Được rồi, cái cửa mới ra vậy là tạm đỡ tốn mình nữa đó. Bây giờ mày kiểm tra xung quanh, mày kiểm tra kỹ cho tao, kiểm tra camera thấy nó đứng gần cái cửa nào là đóng lại liền nha. Được rồi, chắc thôi các bạn ơi. Mình thấy nó rồi này các bạn ơi, nó đang chạy về hướng phía sau nhà của Huy Nấp ơi. Chắc ở đằng sau kỹ vô nha mày ơi. Nó đi vô cái bếp ơi kìa. Để chuyển cam luôn. Ôi trời đất ơi, thấy nó đang đứng sau nhà Huy. Ủa mà sao nó đang đứng yên vậy ta? Không biết nó đang làm gì, nó đang nhìn cái gì vậy ta? Ôi nó đang chạy vô kìa Huy ơi. Chắc nó đang chạy vô, bấm nút mở đèn coi nó chạy vô kìa. Đóng cửa lại ơi, đóng lại ai ba lô. Trời đất ơi, hay quá các bạn ơi. Trời, nó băng đứng ở ngoài kìa. Trời ơi, chắc đèn các bạn thấy không? Chỉ cần mở đèn lên là chúng ta thấy cái tay chân của nó đã ở ngoài. Đi cút đi. Nhanh lên, đừng có đứng lâu quá mà cửa nó hết pin. Ôi nó đi rồi, mở cửa hợp lý. Trời đất ơi, ghê quá các bạn. Nó đi rồi các bạn ơi. Đúng là ghê. Con này nó lẹ liệt đúng lúc mình không để ý cái là nó lao vô liền đó các bạn. Được rồi, chắc cam tiếp thôi. Ui, hình như nó đi rồi. Cam hồi nãy không còn thấy nó nữa rồi. Để đổi cam ở chỗ khác coi. Ui, hình như trước nhà cũng không có nó. Ui, thấy nó nè, nó đang đứng nhìn vô cái cửa sổ của tôi ơi. Nó đập cửa sổ lên kìa. Sao nó đập được hay vậy? Hình như nó giận lên nó đập hết luôn kìa. Trời, nó mở được kêu, nó phá được cái cửa toilet rồi. Mở ra coi, mở ra coi. Ôi nó đang vô kìa, nó đang vô kìa. Đóng cửa lại thôi, nó đang đập cửa kìa. Ôi chặn cửa lại nè tôi ơi. Chặn cửa lại. Được rồi. Ôi nó vẫn đập cửa kìa. Nhưng mà lần này cửa nó đã chắc chắn rồi, không có được đâu. Cút đi. Bóp đèn này, cút đi. Đường này nó bị chặn rồi các bạn ơi. Để mình đổi cam qua mình coi thử nó đang làm cái gì bên đó. Nó đang đập cửa hay gì vậy trời? À mình thấy rồi, nó đang đập cửa để đập không được. Leo tao nó chặn rồi, không có làm đi được. Ôi nó đang đi ra kìa các bạn. Ôi nó đang chạy lên hướng cửa chính không ổn rồi. Nhanh lên, đóng cửa. Ôi trời đất ơi, ghê quá các bạn ơi, nó đang đứng ở ngoài kia các bạn. Hình như hơn là đóng cửa kịp đâu, để mình ra kiểm tra cam coi, kiểm tra cam coi. Bị kẹt cửa liền, sao mà vô được. Giờ ngươi sao mà vô được, lên. Ô, cái gì vậy? Ôi, nó nhảy lên tầng trên luôn kìa các bạn ơi, cái chuyện gì xảy ra?
mà nó nhảy lên trên tầng có nghĩa là nó sẽ chạy xuống cái cầu thang ở đằng sau. Ôi không, không được rồi, đóng cửa lại ơi, xuống kia, đóng lại, trời đất ơi, trời đất ơi, ghê quá các bạn ơi. Cút đi, cút đi, cút đi. Thằng này nó thông minh thì các bạn, nó kiếm mọi cách để nó đi vô đường trong này luôn. Nhanh lên, sắp hết điện rồi, sắp hết pin rồi. Trời đất ơi, sao nó lì vậy, nó cứ đứng ở ngay chỗ này hoài vậy. Trời đất ơi, mày đi nhanh lên để tao mở cửa, không mà tốn điện bây giờ. Trời đất ơi, cút đi, cút đi. Tôi gặp mày quên mở cửa trước kìa. Cái gì, nãy giờ mình quên mở cửa trước sao? Chết rồi, mình làm vậy là tốn điện mất. Cái tiếng gì vậy, sao cái tiếng gì vậy, sao cái tiếng gì vậy? Không lẽ nào, đừng nói là sắp hết pin rồi. Chết rồi, sắp điện rồi các bạn, hết pin dự phòng rồi. Rồi. Ơi. Vậy nó có nghĩa là cửa nó sẽ mở ra vì hết nguồn điện rồi. Và cửa trước nó cũng sẽ mở luôn. Con chơi gì nữa, chạy thôi. Chạy mất điện toàn khu phố này các bạn ơi. Trời ơi, con cửa không sao nó lại được. Mình nó chưa giờ phải làm sao thì tối mà không thấy gì hết trơn. Chạy đưa, chạy nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ chạy hướng nào bây giờ? Trời ơi, nó vẫn được bên kia cái nhà. Bây giờ xuống rồi, bây giờ mình chạy đâu? Thôi chạy vòng. Bây giờ chỉ có một cách là chúng ta phải cầu thời gian cho tới 6 giờ sáng rồi các bạn. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa. Nãy giờ chắc cũng gần sáng rồi các bạn ơi. Nhưng mà nhìn trời nó vẫn tối quá, nhanh lên, 6 giờ sáng lẹ lên. Tụi mình trốn vô cái vỏ xe trong siêu thị rồi các bạn ơi. Hy vọng là không phải ơi, nó kia. Im lặng. Trời đất ơi, đáng sợ quá. Nó đi rồi các bạn ơi. Hay quá, hên mình trốn trong này nó không có phát hiện đâu các bạn. Rồi bây giờ Huy ơi, bây giờ mình kiếm chỗ khác trốn an toàn hơn mà nó kỹ hơn một chút xíu coi. Đi. Các bạn ơi, không biết phải đi trốn ở đâu nữa bây giờ. Bây giờ mình đi về hướng siêu thị thì vừa nãy thấy nó đi qua hướng bên kia. Huy ơi, nhanh. Cái gì vậy? Sao nó lại đứng ở đây được vậy? Trời ơi, đúng là khứa áo xanh nó nhanh đi các bạn ơi. Chạy lên. Trời ơi, nó rượt đuổi mình hoài luôn các bạn ơi. Sáng lẹ đi mà. Bây giờ nhớ hướng nhà Hai Chi, nhanh lên, hướng nhà Hai Chi này. Ok. Rồi, kiếm chỗ trốn này, nhanh lên. Chắc trốn với bạn Huy. Hy vọng với bạn này an toàn các bạn ơi, nguy hiểm quá. Không biết cái con khứa áo xanh nó đi đâu rồi nữa. Hy vọng không biết tụi mình trong này các bạn ơi. Nó đâu rồi ta. Nó đi vô kìa. Trời ơi, đi kiếm mà trời, cái đầu nó cao quá. Nó đụng cái đầu lên trần luôn các bạn ơi. Ghê quá. Cút đi, đừng có đứng gần đây. Ôi, nó đi lên lầu rồi, may quá. Đi rồi. Mơ thiệt chứ. Bỏ ra đi, nhanh lên trước khi nó phát hiện. Nhanh lên. Rồi bây giờ chạy ra khỏi nhà Hai Chi, nhanh lên. Ôi kìa, sao bị cửa đóng lại rồi? Ôi mở cửa ra. Ôi sao cửa nó bị khóa rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ nào mình đã bị khứa áo xanh vô cho? Nó đang đi tới chỗ của mình rồi kìa. Ở cái góc nhìn này mình không thấy cái đầu nó luôn các bạn ơi. Ghê quá. Đừng có lại đây mà, khứa áo xanh không đâu, đừng có lại đây mà. Như trời sáng rồi hả? Sao mình thấy trời mặt trời đây? Ôi nó bỏ đi, nó chạy rồi kìa. Nó chạy rồi. Kìa, có nghĩa là bây giờ là mấy giờ vậy Huy ơi? 6 giờ rồi nè tôi gà. Đây là đúng rồi. Yeah, mình đã dụ thời gian, nó thành công và được 6 giờ sáng rồi các bạn. Nên là nó sẽ bỏ đi vào lúc 6 giờ sáng. Yeah, trời đất ơi, suýt nữa là bị nó bắt rồi. Hên đi chứ, trời, tao nói lần sau là đừng bao giờ mà thấy quyển sách gì mà đem về nha. Còn bây giờ đi cứu thằng Jack đây. Trời đất ơi, tức tiêu chứ các bạn ơi. Đáng sợ quá, đúng là vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Mình phải trực xuyên đêm mà còn bị nó bắt, nó suýt nữa thất bại rồi. Được rồi, vậy là xong rồi đó nha các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.